Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trên những chuyến công tác dài ngày trên biển, những năm qua, nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, an toàn cho các trang thiết bị trên tàu luôn được cán bộ chiến sĩ các tàu cảnh sát biển đặc biệt quan tâm chú trọng. Tàu cảnh sát biển 8020 là tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8. Các trang bị trên tàu khá hiện đại, nhưng đã qua nhiều năm sử dụng nên việc bảo quản, bảo dưỡng và vận hành gặp không ít khó khăn. Song với sự chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên ngành cơ điện đã làm chủ và vận hành tốt các trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho tàu luôn sẵn sàng ra khơi, cơ động hàng chục ngàn hải lý an toàn khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Không gian làm việc chật hẹp, nhiệt độ phòng máy thường xuyên trên 35 độ C, tiếng ồn lớn, nhất là khi tàu chạy. Đó là điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên ngành cơ điện trên tàu cảnh sát biển 8020 trong những hải trình đi biển. Với phương châm tàu là nhà, máy tàu là trái tim, là sự sống của con tàu, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, cán bộ nhân viên ngành cơ điện luôn duy trì nghiêm túc các ca kiếp trực, quan sát, theo dõi, nắm chắc thông số kỹ thuật của các loại máy móc do ngành quản lý, đặc biệt là các hệ thống máy tại trung tâm điều khiển, máy chính, máy phụ. Mọi biểu hiện của bất kỳ bộ phận nào của máy móc luôn được phát hiện kịp thời để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, bảo đảm cho con tàu thực hiện tốt nhiệm vụ dài ngày trên biển. Khi mà nhận nhiệm vụ của cấp trên giao thì trước hết phải chuẩn bị đầu tiên về mặt con người, nhất là phải quán triệt được nhiệm vụ cho anh em, làm sao mà xây dựng được cái sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể để anh em thống nhất được cái ý chí để mà quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Cái thứ hai là về mặt trang bị, thì chuẩn bị trang bị máy móc thì chúng tôi thường chuẩn bị trong các ngày thì đều có những thao tác để chuẩn bị kiểm tra máy móc rồi. Các tuần thì cũng có kiểm tra bảo quản kỹ thuật tuần, tháng, quý. Thế nhưng mà khi mà nhận nhiệm vụ đi biển ấy, thì lại có thêm những cái công việc đấy thì phải làm nhiều hơn, vất vả hơn và kỹ lưỡng hơn. Thứ như là trước khi khởi động đi biển ấy, thì phải khởi động tất cả các máy móc lên, kiểm tra tất cả toàn bộ thông số, so sánh với những lần khởi động gần nhất để xem là phát hiện xem có những cái trục trặc gì, sau đấy ta xử lý làm sao để đảm bảo trước khi tàu rời bến là các trang bị đều hoạt động bình thường, đảm bảo để tàu đi biển an toàn. Tàu cảnh sát biển 8020 được trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ tuabin khí, tốc độ tối đa 29 hải lý một giờ và có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, các kiếp tàu cảnh sát biển 8020 đã tổ chức huấn luyện, sử dụng, vận hành thành thạo cũng như làm chủ các trang thiết bị trên tàu. Ngoài những giờ huấn luyện trực ca khi đi biển, thì những buổi trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, các phương án xử trí sự cố, quy tắc bảo đảm an toàn và bảo dưỡng chuyên sâu các loại trang thiết bị được tiến hành thường xuyên. Nhờ đó mà các sự cố kỹ thuật của tàu khi trên bờ cũng như khi đi biển, nếu có xảy ra thì ngành cơ điện cũng xử lý kịp thời, bảo đảm tàu luôn có những chuyến hải trình an toàn. Đối với chúng tôi là nhân viên ngành cơ điện thì công việc rất là đặc thù, hoạt động ở dưới khoang máy. Thời tiết nóng nực và phải duy trì hoạt động, đảm bảo hoạt động của tàu thông suốt, thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi rất là thường xuyên trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau, kể cả trong quá trình đi ca, trong quá trình sửa chữa những cái kiến thức rồi máy móc trang bị, rồi những cái kinh nghiệm mà các đồng chí đã từng trải qua trong quá trình làm việc, trong quá trình sửa chữa đối với các trang bị của từng máy móc. Bởi vì là đồng chí biết là trên tàu thì rất là nhiều trang thiết bị, ngày năm chúng tôi quản lý rất nhiều trang thiết bị, cho nên là không phải là đồng chí nào cũng có thể nắm được hết, nên là những đồng chí nào đã trải qua cái máy nào thì sẽ huấn luyện cho các đồng chí còn lại. Việc trao đổi hỗ trợ lẫn nhau này thì giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong quá trình làm việc. Thứ nhất là vừa nâng cao kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ, thứ hai nữa là cũng nâng cao được cái tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Cùng với đó, việc tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị hàng hải trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ luôn được thực hiện nghiêm túc. Việc duy trì nền nếp ngày giờ kỹ thuật đã phát hiện kịp thời các hư hỏng bất thường, bảo đảm cho con tàu luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Những năm qua, đơn vị đã phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến cải tiến trong bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật. Cán bộ nhân viên có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào vận hành và hoạt động của con tàu. Do đó, chất lượng trang bị máy móc của tàu luôn được bảo đảm tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đối với lớp tàu Hamilton này, trang thiết bị bổ trợ rất là nhiều. Nên là việc kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là phải được tiến hành thường xuyên và liên tục. Thông qua theo dõi các thông số trên bảng điều khiển.
Đấy là các con số biết nói. Qua các thông số đấy mình sẽ biết được tình trạng kỹ thuật của và tình trạng làm việc của máy móc. Qua đó thì chúng ta sẽ biết được những hỏng hóc có thể xảy ra bất thường. Khi xảy ra những sự cố bất thường đấy thì việc đầu tiên là phải cử người đến kiểm tra. Việc thứ hai là đối với những sự cố mà nhẹ, hỏng hóc nhỏ nhẹ thì chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục ngay tại chỗ. Đối với những hỏng hóc lớn, báo cáo lên cấp trên, có thể là dừng máy, dừng tạm thời dừng hoạt động của máy để tiến hành khắc phục. Trong những năm qua, công tác bảo đảm kỹ thuật luôn được Hải đoàn 32 triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó trọng tâm là bảo đảm tốt nhất, nhanh nhất, trang bị máy móc cho các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt liên quan trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan kỹ thuật, của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn trong công tác bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền. Chính vì vậy, những con tàu của hải đoàn đã thực hiện hàng ngàn hải lý an toàn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, đồng thời thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Đối với tàu Cảnh sát biển 8020, để đảm bảo công tác kỹ thuật, đây là một vấn đề lớn, bởi vì tàu này thuộc dạng lớp 20 tấn, có các trang bị kỹ thuật cơ bản khác so với các gam tàu của Cảnh sát biển Việt Nam. Do vậy, trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng hàng ngày, tuần, tháng thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc, triệt để và chính xác các cái nội dung bảo quản kiểm sửa. Trong đó, đối với hải đoàn, phòng kỹ thuật cùng với cán bộ chiến sĩ trên tàu sẵn sàng khắc phục sửa chữa những hỏng hóc thông thường. Trước mỗi chuyến đi biển, cán bộ hải đoàn cử phòng kỹ thuật cùng cán bộ tàu kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật để có vấn đề gì, hỏng hóc báo cáo kịp thời khắc phục xử lý. Đồng thời, mua bổ sung trang bị hầm zip, cấp phát vật tư bổ sung cho tàu để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng có vật tư thay thế. Bên cạnh đó, chúng tôi lập tổ sửa chữa cơ động đi trên tàu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống khi có ở trên biển. Những con tàu luôn sẵn sàng ra khơi, cán bộ chiến sĩ ngành cơ điện không quản ngại khó khăn vất vả. Giữa muôn trùng sóng dỗ, những con tàu cảnh sát biển luôn trong điều kiện tốt nhất để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt là đảm bảo cho sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi, góp phần cùng các lực lượng trên biển nói chung, giữ gìn sự bình yên biển đảo của Tổ quốc, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân lao động làm giàu từ biển.